Xin chào khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi sáng ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một căn nhà phố nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ rất là đẹp. Thuộc đường Hà Huy Giáp, thuộc phường Thạch Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà, cũng như là căn nhà mình thì nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ, nằm sát với lại trục đường chính đường Hà Huy Giáp, chỉ cách trục đường chính Hà Huy Giáp tầm cỡ khoảng độ 50m thôi, thuận tiện khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán, với con đường thông ở phía trước căn nhà và với một con hẻm một sẹt nằm trong khu nhà lầu đồng bộ, rất là sang trọng với khu nhà lầu, khu dân cư cao cấp, có đường điện âm, vỉa hè cây xanh rất là thoáng mát. Và với con đường rộng lên đến 12m, mỗi bên mình có vỉa hè 3m, thuận tiện khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán với con đường thông. Và chỉ với giá hơn 6 tỷ một chút xíu là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đã được các chủ nhà thiết kế full nội thất rất là đẹp. Và đây là con đường ở phía trước của căn nhà, cũng như mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính bên ngoài căn nhà. Để di chuyển vào khu vực bên trong thì giới thiệu hàng mềm căn nhà được thiết kế rất là đẹp, với căn nhà được thiết kế theo kiểu kiến trúc quy phố. Phía bên trên mình có mái thái và lan can thì mình được làm bằng nhôm đúc và sơn nhũ đồng rất là đẹp. Và với căn nhà mình thì được thiết kế một trệt một lửng và tới 3 tầng lầu. Không đang sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp. Và mình có 5 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh, như phòng thờ, phòng giặt và sân thượng phía sau căn nhà. Rồi bây giờ mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho về căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Phía ngoài mình có khoảng vỉa hè khoảng 3m để mình để xe gắn máy di chuyển vào bên trong, thì mình sẽ có một bộ cửa bốn cánh được làm bằng sắt kiên cố và chắc chắn bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa cuốn bên trong với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà. Và di chuyển vào bên trong thì mình sẽ đến với là khu vực không gian phòng khách ở dưới tầng trệt của căn nhà. Với sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80, hai bên tường cũng được anh chị ốp gạch đá cao lên khoảng 2m và đi cho mình có những cái rèm chỉ trang trí rất là đẹp. Và hai bên mình có những bức tranh trang trí. Và bên trên mình có hệ thống đèn trùm, đèn chiếu sáng và những mảng trần được ốp nhựa thạch cao, hoa văn nhũ đồng rất là đẹp. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ đến với khu vực cầu thang căn nhà. Thì nếu gia đình mình có xe hơi thì mình có thể bỏ dưới phía bên dưới tầng trệt, thì phòng khách mình sẽ di chuyển lên phía bên trên tầng lửng. Còn nếu gia đình mình chưa có nhu cầu để xe hơi thì mình có thể sử dụng khu vực ở dưới tầng trệt mình làm phòng khách. Bên trong khu vực cầu thang căn nhà mình thì trụ thang tay vịn cầu thang được làm bằng chất liệu gỗ đỏ và lát can thì được làm bằng kính cường lực. Đối diện cầu thang thì mình sẽ có một cái tủ rượu được làm bằng chất liệu gỗ sồi. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ đến với khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Phòng bếp căn nhà mình thì tủ bếp của bếp cũng được anh chị làm bằng gỗ sồi. Và không gian phòng bếp mình có tặng kèm một bộ bàn ăn. Và phía bên trên có hệ thống đèn chùm, đèn chiếu sáng. Và khu vực không gian phòng bếp cũng được anh chị ốp gạch đá cao lên kín tường, rất là sạch sẽ, rất là đẹp và rất là thoáng mát. Với căn nhà mình được thiết kế mình chỉ một cái khoảng sân phía sau đến hơn 1m để mình lấy gió và ánh sáng. Và kế bên mình sẽ có một cái nhà vệ sinh cũng chuẩn bị được anh chị lắp ráp thiết bị. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian phòng bếp của căn nhà, cũng như là khu vực không gian gara để xe ở dưới tầng trệt của căn nhà để di chuyển lên khu vực không gian tầng lửng của căn nhà. Với căn nhà mình nằm sát với lại trục đường chính là đường Hà Huy Giáp và chỉ cách quận Gò Vấp tầm cỡ khoảng 3 phút đi xe gắn máy thôi, rất là gần với trục đường chính đường Nguyễn Oanh nối dài trục đường Hà Huy Giáp. Và căn nhà mình thì nằm ngay với lại cầu vượt ngã tư ga, thuận tiện để khách hàng mua ở và mở phòng công ty với con hẻm một sẹt và chỉ cách đường trục chính tầm khoảng độ 30m thôi, rất là gần. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào bên trong khu vực không gian phòng khách tầng lửng căn nhà. Mình sẽ có một bộ cửa kính cường lực phía bên ngoài. Bên trong người đồng anh chị thiết kế cho mình có một bộ bàn ghế sofa. Xung quanh tường thì cũng được anh chị ở nhà ốp nhựa hoa văn gỗ
và